Phan Hiền mấy chào quý cô chú, quý anh chị thân thương nhé. Kính thưa quý cô chú, quý anh chị, trong những ngày rằm tháng 7 này thì Phan Hiền và anh Ngô Ân đang đi công tác hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Tây Ninh. Thì hôm nay nhờ sự giới thiệu của cô Ngọc với chú Hải thì hai anh em đang đến với hoàn cảnh của một gia đình người chú đang ở đậu trong căn nhà phía đằng sau đó quý vị. Đó là hoàn cảnh mà gia đình chú đã có một người vợ đã bị không may bị tai nạn khi mà cô đang bán trái cây ở trên vỉa hè thì đã có một chiếc xe tải đã đâm vào và cô đã mất đi và để lại một người con. Hiện tại thì người con đang học vào lớp 10 cùng người chú thì bây giờ đang sống bằng nghề là đi vào rừng cao su lấy củi để về bán cho những người buôn bán nấu ăn ở trên hè phố đó quý vị. Sau đây thì Văn Điền xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đi vào ngôi nhà của chú để cùng tìm hiểu câu chuyện của gia đình chú quý vị nha. Văn Điền xin mời quý vị ạ. Con chào chú nha. Con chào chú dạ. Ạ. Chú, con theo cái anh Ngọc và chị Hải giới thiệu cho con thì cái con nghe nói hoàn cảnh của mình thì cũng đang gặp khó khăn ha chú ha. Rồi nghe nói là cô mới bị mất hả cơ chú ha? Mất mấy năm rồi. Mấy năm hả? Mất mấy năm rồi ha. Dạ rồi con nghe nói chú đang sống với một người con ha. Một người con trai ha. Dạ. Rồi chú có cuộc sống của chú hiện tại như thế nào? Cũng làm sống qua ngày chứ. Làm sống qua ngày ha. Rồi ngày kiếm được 500-700 một chiều không? Làm gì? Dạ chú làm công việc gì? Kéo cây hay là củi đó, mình bán củi, chạy củi. Kéo cây bán củi ha. Là sao mà con không hiểu lắm? Thì mình chạy củi bỏ mối người ta bán người ta đó. Cây đó mình lấy ở đâu ạ? Mua lại người ta. Con thường chú vô rừng chú phá rừng chứ? Cao su mà. Gỗ cao su ha. Để cho mấy người mà buôn bán ở ngoài đường người ta nấu này nấu cái kia khói um tùm đó ha. Dạ. Rồi mình có bán lại người ta vậy đó. Bó vô. Một ngày chú kiếm được khoảng bao nhiêu? Tùy theo dụ 100 mấy, 70 gì đó. 70-100 ha. Vậy thôi chứ. Rồi về tiền đâu sao đủ mà nuôi con được? Con chú bao nhiêu tuổi rồi? Nay 16 tuổi rồi. 16 ha. Là đi làm chưa? Chưa, đang học mà. Em nó đang học ha. Đang học. Dạ. Rồi cô mất mấy năm rồi chú? Rồi sao mà cô mất vậy chú? Tại tai nạn giao thông mà. Tai nạn sao cho chú có thể kể lại cái câu chuyện đó không? Con biết là chú kể chú sẽ hơi buồn nhưng mà con cũng muốn ghi nhận cho nó chi tiết cái câu chuyện đó để cho cộng đồng mạng mọi người được hiểu hơn về cái hoàn cảnh của chú á. Dạ. Vợ bán và xã bán và đang bán ở ngoài đường á. Dạ. Cô bán cái gì ạ? Bán trái cây. Bán trái cây ở ngoài đường ha. Rồi xe tông vô. Đây, năm cái năm rồi. Xe gì tông ạ? Xe tải. Xe tải tông. Xe tải tông vô ha. Rồi xe tải đó, con nghe nói là xe tải nó bỏ chạy luôn hả? Đậu đó chạy đâu, tông vô nhà ta, ủi nhà ta luôn mà. Ủi vô nhà luôn ha, rồi người ta có đền mình không? Thì xế phải đền đi sao? Nay cũng chắc 6 năm, năm 2014. Có đền để phụ cấp nuôi em ăn học không hay chỉ đền một lần thôi? Phần thôi chứ phần nào dụng tháng mà trợ cấp dụng tháng triệu thì thôi, còn cái tiền dụng đền đám tiệc hay là này kia thì một lần một. Người ta đền khoảng bao nhiêu ạ? Đợt đó người ta đền cho chú bao nhiêu? Thì đó đền xong tháng triệu lấy mấy tháng rồi đâu có đền hết được. Rồi sao mới dồn được đền, chắc đền lần sau mới ra thư kiện lần nữa. Lấy được 40-50 triệu rồi. Tổng cộng là được khoảng 40-50 triệu ha. 40 triệu đó. Còn ban đầu thì ban đầu 100 mấy triệu.
gần trăm đến mấy triệu rồi, tiền này tiền nọ, đám tiệc này kia, dạ, quan tài kia. Dạ, cũng phải 70-80 triệu ha. Rồi cái tiền đó cũng lo cho nhỏ đi học, lúc nó mới có 9 tuổi à. Dạ, năm đó mới dạ. 9 tuổi. 9 tuổi năm. Nay là 16 rồi hả? 16 7 năm rồi hả? 6 năm. Năm 9 10 tuổi năm học lớp 5. Dạ. Thôi mà mình đang ở căn nhà này là căn nhà của ai chú? Của mẹ em vợ. Em ruột hay sao cơ? Em vợ. À em vợ ha, là cho mình ở nhờ ha chú. Ờ, đúng rồi. Dạ. Em vợ. Ở nhà thì chưa có hộ khẩu đây mà. Ủa rồi gốc chú ở đâu mà chú chưa có hộ khẩu? Với chợ Long Hoa đó, thị trấn chợ. Với Hòa Thành đó. À thị trấn Hòa Thành ha. Ở dưới đó chú không có đất đai gì hết sao? À cái nào giờ với mình chạy xe tải thôi. Rồi vợ chồng về sống buôn bán, sống đất đai gì. Thì đất đai có bà già thôi. Nhà thờ có bà già thôi. À rồi chú làm thì có đủ nuôi em không? Không đủ, phải ráng vậy sao vậy? Ráng ha. Rồi em ăn học một tháng hết khoảng bao nhiêu chú? Tháng hả? Đến mấy triệu bà. Mấy triệu hả? À, chú làm một ngày 50-70% thì làm sao mà được mấy thằng đứa em trợ cấp thêm, ví dụ như mình làm đâu có sể nổi. Dạ. Em ví dụ đâu gỡ cho cái sống như giờ sao vậy? Dạ. Rồi em có nhà không chú? Không. Mấy đứa em ở thành phố làm chú gì? Không. Em con của chú á. Con hả? Nên đi rồi. Nay đi học rồi đi chơi rồi. Chưa về, đi học chưa về thôi. Dạ. Rồi về cô, cái bàn thờ của cô đâu, con xin phép con vô con thắp nhang cho cô cái nha chú nha. Đây. Dạ. Thắp nhang đấy. Bán đầu đường nè, đó, đúng rồi, miếng góp là đi xe tải hủ vô, đang bán trong lề trong nhà, cái đó mà nhà mình về kìa, bán đường, xe đâm vào trong nhà luôn, đấy xe vô tống nhà luôn, nằm luôn, lao chạy xe nằm ngủ trong nhà. Tới thì anh em tụi con đang trong cái tháng 7 á, là cái tháng mà anh em tụi con đi làm từ thiện để mà hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh còn đang gặp khó khăn trong cuộc sống đó. Thì tụi con cũng có một ít quà gửi tới chú, mong góp một phần nào đó trong cái cuộc sống của chú ha. Dạ đây. Wow. À, cảm ơn. Dạ. Thưa tất cả quý vị. Ôi ơi, bỏ đây nặng chú. Nặng chú. Bỏ ở dưới. À, đây là bao gạo 25 kg. À, bao gạo 25 kg mà được chị Tuyết Mai đã ủng hộ cho cái kênh của Ngô Ân và nhờ Ngô Ân đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Và đây nữa chú. À, đây cũng đây là cái gì? Mì gói nè, rồi dầu ăn, bột ngọt, đường, nước tương, nước mắm, nói chung là cũng đầy đủ ha chú ha. Dạ, rồi con xin được gửi tới chú nha. Đó. Chú gạo này chắc cũng ăn được cả tháng ha chú ha. À, đó quý vị. Chú đi lấy cùi sao không chú?
trong núi đó. À, trong núi hả? Và củ gãi, củ su gãi cái cắt trước bán cho mình, mua về. Dạ. Mình là mua về bán thôi. Rồi một ngày chú đi làm như vậy thì đi từ mấy giờ đến mấy giờ mới về? Thì sáng, sáng khi tùy theo, ví dụ có điện cho mình, vô chở gì đó. Dạ, người ta có, người ta báo cho mình ha. Ừ, thì ví dụ, tại vì làm cũng nhiều việc đúng không? Dạ. Chở lớp chở mướn, cái nồi này kia nữa. Như mình làm củ đâu có cuộc sống. Dạ. Chở mướn. Em là năm nay học lớp mấy rồi hả chú ha? Lớp 10. Năm nay mới lên lớp 10 ha. À, mới chuyển cấp. Cấp. Dạ. Bây giờ để nuôi em ăn học được thì cũng rất là khó khăn. Bây giờ thì một mình chú đi làm thì cũng đâu có đủ tiền để hai bố con ăn uống sinh hoạt hàng ngày đâu. Rồi em cũng mới chuyển cấp nữa. Ngày nào hay lấy giờ cũng sao giờ. Dạ. Rồi cũng cố gắng chú ha. Dạ. Bây giờ thì cũng may mắn là mình cũng còn sức khỏe. Sức khỏe, đúng là vậy. Cũng còn khỏe á. Dạ. Làm được chứ mà cứ phải yếu rồi đâu có làm. Dạ. Đây là căn nhà của chú đang ở nhờ của người em vợ đó quý vị. Còn đây là bàn thờ của cô. Cô đã không may bị tai nạn khi mà đang bán trái cây ở vỉa hè đó quý vị. Thì đã có một chiếc xe tải đó mất lái và đâm vào cô. Kính thưa quý vị, trước mắt quý vị là những cây gỗ mà chú đi vào trong những cái rừng cao su mà họ đang chặt hạ hoặc là tỉa cây đó quý vị. Thì chú đến đó rồi lấy về để bán cho những người nấu ăn ở trên hè phố đó quý vị. Còn đây là chiếc xe mà chú hàng ngày để phục vụ công việc của mình. Đó, một hoàn cảnh cũng rất là tội nghiệp. Hiện tại thì hai bố con đang đậu trong ngôi nhà của một người em vợ ở đây quý vị. Căn nhà thì cũng rất là rộng rãi. Tuy nhiên thì cô đã bị mất đi, thì hiện tại chỉ còn hai bố con sống nương tựa vào nhau ở trong ngôi nhà này. Và Văn Hiền cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi đồng hành cùng Văn Hiền và anh Ngô Ân. Văn Hiền xin chào và hẹn gặp lại ạ.